FT Sơn Thạch vừa xuất ngũ đã vội hẹn gặp Ninh Dương Lan Ngọc chứng minh quan hệ gia đình. Là cặp bạn thân nổi tiếng của Vbiz, Ninh Dương Lan Ngọc và FT Sơn Thạch bất ngờ vướng tin đồn nghỉ chơi, dù đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận nhưng mới đây, cặp đôi vừa có thêm động thái mới để khẳng định chắc nịch với fan, tình bạn vẫn rất thắm thiết, thậm chí trên cả mối quan hệ bình thường. Cụ thể, Ninh Dương Lan Ngọc vừa đăng tải hình ảnh gặp gỡ FT Sơn Thạch sau thời gian dài chưa tụ tập cùng nhau, cũng là nguyên nhân làm trội lên nghi vấn cả hai nghỉ chơi. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, dường như nàng ngọc nữ cùng hội bạn thân đã đặc biệt chuẩn bị một buổi gặp gỡ để chào đón FT Sơn Thạch xuất ngũ sau thời gian tham gia sao nhập ngũ. Và tất nhiên, các fan của cặp bạn thân đình đám cũng có thể thở phào nhẹ nhõm vì cặp đôi vẫn rất vô tư, thoải mái thể hiện sự thân thiết như từ trước đến nay. Trước đó, FT Sơn Thạch và Ninh Dương Lan Ngọc khiến các fan một phen dậy sóng vì động thái khẳng định mối quan hệ trên mức bạn bè. Khi tin đồn nghỉ chơi đang trong trang, FT Sơn Thạch đã trả lời một bình luận của cô bạn thân, khẳng định tình cảm của cả hai đã như người trong gia đình. Thì nghỉ chơi thật rồi chứ sao, nhưng đã chuyển qua chế độ gia đình rồi. Ninh Dương Lan Ngọc và FT Sơn Thạch là hai ngôi sao được nhiều khán giả ghép đôi nhiệt tình. Dù đồng hành với nhau trong công việc lẫn đời thường, nhưng cả hai đều nhiều lần khẳng định chỉ là những người bạn thân. Đến hiện tại, dường như cặp đôi đã trở thành tri kỷ, là đồng nghiệp ăn ý trong công việc và xem nhau như người thân trong gia đình.